Vâng, xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Và hiện tại Thuy đang đứng ở cái vòng xoay Nguyễn Thái Học, Tây Sơn, Chương Dương nha mọi người. Đây rất là đông đúc luôn. Hôm quay này chắc là sẽ rất là ló nắng. Đây. Trong cái khung hình của chúng ta thì hôm bữa trước thì đã cập nhật sơ về cái tiến độ của hai tòa Melody nha mọi người. Đồng thời thì cũng có chia sẻ thêm về cả cái giá bán hiện tại của FLC rồi. Đây. Giờ chúng ta sẽ ở vị trí này thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi vào Cala Basement thôi. Thì Thi về Cala Basement thì Thi không có bán. Tuy nhiên thì đi ngang qua địa điểm này thì thứ nhất là thấy nó rất là đẹp. Cái quan điểm mà Thi chia sẻ ngày xưa giờ vẫn thấy rất là đẹp. Thứ hai là đã đi ngang thì nên cập nhật một xíu về cái tiến độ hiện tại của Cala. Đối với Cala thì ngày trước ở cái góc nhìn của một người chuyên bán selling thì cho rằng vị trí nó không ok. Tuy nhiên rồi thì cũng sẽ có những vị khách hàng chúng ta vì cái mức tài chính hoặc là vì cái nhu cầu hay cần chỗ làm hay gì đó thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn cho mình những cái căn hộ phù hợp. Nên thời điểm này thì cũng sẽ cập nhật Cala Basement với cái quan điểm khách quan hơn nha mọi người. Đây, chủ yếu là cái tiến độ bàn giao thôi. Còn mua bán thì mọi người cứ tới xem ok thì mua. Cho dự án xây lên thì công ty và quan chủ đầu tư sẽ thu hồi vốn và vận hành cho nó ok. Chúng hiện tại thì Cala là thấy khá tươm tắt rồi nè mọi người. Khá thôi nha, còn vấn đề bên trong thì không biết thế nào. Nhưng mà thấy ngày nào cũng có mọi người hoàn thiện, thế là vui rồi. Đấy, nếu mà nói về các căn của Cala thì căn view hướng trục đường Tây Sơn phải nói là đẹp nhất. Đó, view trực diện biển luôn. Đấy, hay là mặt này cũng ok nè mọi người. Mặt này thì bây giờ không phải ban công bên này nha, ban công phải bên kia kìa. Còn ban công bên này thì view núi thì nó cũng được thôi. Mà không ok lắm. Yeah. Hiện tại thì đây chắc là số của chủ đầu tư này. Mọi người có thể liên hệ để biết thêm chi tiết. Muốn mua và biết thêm khu vực này như thế nào thì ở trước có quán nước không mọi người. Ghé ngồi hỏi thăm nói chuyện, nhìn ngắm thì cũng biết được nhiều cái. Cala thì thiết kế của nó, tại vì thì không bán, phần lớn cũng chưa thích lắm nên chỉ cập nhật tiến độ thôi, còn các cái thiết kế và bên trong thì cũng chưa nắm, có nghĩa là chưa nắm chi tiết so với các dự án khác. Ở Cala thì ngày xưa mọi người thì có một đứa bạn nó mua hai căn ở đây, thì ngày xưa là vay của VIP cho vay 80%, thì cái chính sách hồi đó là được ân hạn một năm, đến khi bắt đầu bàn giao thì sẽ bắt đầu trả lại. Đó. Tuy nhiên thì so với tiến độ Cala lại chậm và bạn của Thi thì phải xả bớt một căn để rút tiền về. Nhưng mà so ra tiến độ thì cũng hơi chậm rồi, nhưng mà vậy thì chắc cũng đã xong, sắp xong rồi. Ok, không đến nỗi đâu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển ra khu vực là đường Tây Sơn nha mọi người. Này. Đây là sảnh chính, mọi người vào để thấy đường nhỏ đi vào khu vực Mixi. Đây, quán cà phê lúc nãy thì nói nè mọi người. Đó, mọi người muốn tham khảo hay muốn quan tâm thì ghé quán này trò chuyện, lên xem dự án luôn. Hiện tại thì có người trực mà, cứ xem thoải mái nha mọi người. Đấy, chỗ đây có trạm sạc của Vinfast đấy. Hôm vừa trước bạn Thi nó có nhận về một cái bộ sạc nó biểu Thi bán, nhưng mà Thi dở quá chưa nhìn thấy thị trường nên không dám nhận đâu mọi người. Không biết ở đây có ai nghĩ rằng là mình bán bộ sạc xe điện là ok không. Ok, đây là khu Vũng Chua nha mọi người, thường cũng hay chạy lắm, mà chạy hoài rồi không biết là mọi người còn thích không. Đây chúng ta sẽ quay trở lại được Tây Sơn. Đấy, cái điều mà Thi chia sẻ mọi người là cái đẹp đó, là tại vì Thi rất nhìn cái cung đường này, không hiểu vì sao cực kỳ thích nhìn cái cung đường này, nên là dẫn đến cái việc là cứ đi ngang qua đây thì sẽ quay. Đấy, nhìn tổng quát một xíu ở bên trong đó, Cala đó mọi người, cái mặt view tới đây là đẹp nhất này.
đường Tây Sơn là đẹp nhất cho quên. Đó là hai là cái mặt này. Đó, hai cái tầm view. Ban công hướng này nha. Thiết kế của cái tòa này cũng rất là hay. Khi chủ đầu tư tránh đi một số cái khu vực tế nhị. Tại vì thích cái này thôi, không gian này. Chưa em không lý do mọi người. Ok, cảm ơn tất cả mọi người nha. Thì về cái Calais Bay cho mình thì tạm thời chúng ta cập nhật như vậy thôi. Chắc có lẽ lát nữa thì sẽ di chuyển qua khu vực 79 Tây Sơn để cập nhật về Seaview á. Giờ đi đổi xăng ạ. Hẹn gặp lại tất cả mọi người và chờ đón ở đoạn sau của video nha. Vâng mọi người, như lúc nãy Thi chia sẻ thì lát nữa Thi sẽ đi quay cái dự án Seaview cập nhật tiến độ nó như thế nào á. Thì đoạn trước thì chúng ta cập nhật Calais, nãy thì bây giờ hiện tại Thi đang đứng ở đặng Thái Mai và Võ Liệu này. Thì để đi qua cái đường trên trục Tây Sơn thì bình thường thì chúng ta hay đi trục Tây Sơn. Đấy. Từ bến xe này đã chỉ Võ Liệu ra đi Tây Sơn thì nó rất là đơn giản rồi. Nhưng mà hôm nay thì sẽ đi ở khu vực bên trong này. Từ bến Bến Đàn để chúng ta có thể là cua ra khu vực bên cạnh bên của dự án á. Thì xem như nào luôn. Nói chung là đổi cái không gian tí. Để mọi người hiểu hơn thêm về cái khu vực ở đây cũng được nè. Ở khu vực Công Thuộc Bắc. Thì cũng ít đi khu vực này nha mọi người. Chỉ cũng có vài video thôi. Hôm nay thì dần già thì mình còn phải tìm hiểu hết. Tại vì làm khu vực nào thì cũng nên dành thời gian để tìm hiểu và nắm rõ. Để sau này người ta tư vấn ok hơn. Đoạn này Mai Đế rồi. Mai Đế thì chúng ta rẽ bên tay trái thì ra Tây Sơn nha mọi người. Nhưng mà thôi thì kỹ cái quyết sách lúc nãy thì giờ chúng ta đi và biết cái đường ngang để tìm đến bến Bến Đàn và mình sẽ rẽ vào. Đó, mọi người thấy cái con đường ở đây không gian rất là đẹp không? Chiêu chứ bộ. Hôm nào chắc phải có một cái video đi rất là chậm cái khu vực này để coi như cảm nhận cái sự chiêu. Ok, đoạn này. Ui. Thế là mình bị chặn đường rồi, buộc phải quay trở lại Tây Sơn rồi. Ok. Thế thôi. Cuộc sống đưa đẩy rồi. Đoạn công chính. Tính ra là ngẫu hứng đi nên là lộ trình của Thi nó bị thay đổi bởi những ngoại cảnh. Ok, Bến Bến Đàn là đường bên tiếp theo nha mọi người. Còn đây là hiện trạng của cái dự án Seaview. Hiện tại thì đang xây móng hầm ở dưới nha. Trong phần hầm ở dưới nó kín lắm. Nhưng xây hầm thì cũng cứ thế thôi, chưa lên tầng nào. Xây cổ ra nhiều nên phần này nó bị nát. Sau này bên chủ tư sẽ xử lý thôi. Ok, không sao. Trời ơi, đáng lý phải nhảy xuống quay nhưng mà thôi, tại vì nó chưa nhú tầng thì cũng chả sao. Đấy, có 4 hầm nha mọi người. Ok, tạm gọi là thất bại trong việc cập nhật tiến độ sâu sắc của Seaview. Sau đây mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video nha và hẹn gặp lại tất cả mọi người video sau. Thì bây giờ Thi sẽ dừng video thôi, tại vì trục đường này mình quay quá nhiều rồi nên nhiều khi các bạn sẽ cảm thấy rất là chán đó. Nhưng mà phải thừa nhận một điều là đi dạo ở bờ biển dọc những con đường này thì không thể nào chê được. Hẹn gặp lại nha.